Tối qua anh nằm mơ, anh thấy một người rất là ấn tượng. Người khác hôm nay thấy phát sinh đúng không anh? Hả không? Vẫn là người đấy á. Sáng nay anh vừa mới mang tội với bố mẹ anh. Anh làm chuyện gì có lỗi với cha mẹ anh? Tại vì anh đã lỡ mất cơ hội để kiếm con dâu cho bố mẹ anh. Tại sao vậy anh Long? Anh hẹn sáng đưa đi làm rồi anh ngủ quên. Giống như anh hôm qua hả? Đúng không? Giống như anh hôm qua. Vậy là anh hôm qua với lại hôm nay cũng giống nhau hả? Sáng nay anh hẹn đưa Nhân đi làm xong rồi anh ngủ quên luôn. Thế là đành để Nhân tự bơi đi làm. Tại sao anh có thể ngủ như vậy được chứ? Một mình em ngủ là được rồi, anh biết không? À, điên luôn, mở mắt là 8 rưỡi rồi. Ngày hôm qua Rác có tâm sự nhiều không? Vâng, hôm qua chỉ ra vô hai từng người. Ba bảo là nếu mà Long là cặp đôi hiện thì Rác cứ nói về Rác, Rác sẽ không nói với ai đâu. Là giờ Rác đi nói từng người. Sau khi Rác qua Tuấn Anh hỏi nếu mà Tuấn Anh là cặp đôi bí ẩn thì hãy nói giúp Rác. Đáp hứa là sẽ không nói gì ai đâu. Đâu sao đến bây giờ nói với Nhân đâu. Ủa mọi người, hồi lúc mà ăn barbecue em với anh Rác là anh công khai một đối giọng rồi mà. Mọi người không công nhận mà tin. Giống như anh cũng công bố anh là cặp đôi bí ẩn với cả ba người rồi đấy mà đâu ai tin anh đâu. Ủa vậy rồi cái cuộc đêm hôm anh nói anh với lại Vi là mọi người có tin không? Bản thân là anh không tin rồi đấy. Anh Rác cũng muốn ra khơi thì ngay tối đó là sao mọi người không tin anh vậy? Sau khi ăn sáng xong, Tuấn Anh đã hẹn Thảo ra nói chuyện. Có phải Thảo là cô nàng mà đêm qua Tuấn Anh đã mơ tưởng? Ủa Thảo, em thật bật mí cho anh biết là bốn người tối qua mà em nói được. Chị mình anh biết thôi. Bốn người hả? Anh đang rất là tò mò luôn. Từ tối qua tới giờ mà ngủ không được là vì lý do đó. Thì người thứ nhất mà em nói là em chưa nói chuyện nhiều thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi, là anh Rap. Người thứ hai là người mới đầu em rất thích mà xong thì em không thích nữa, tại thấy không hợp. Với lại người đó cũng đang có một sự chú ý mới là... Anh nghĩ là ai? Long. Anh Long. Rồi người thứ ba là ban đầu không thích, về sau thì thích. Người thứ tư thì trước sau như một. Anh nghĩ anh là thứ ba hay thứ tư? Thứ ba. Tại sao? Tại sao? Thật ra là ngay từ đầu anh biết ngày đầu tiên em không có ấn tượng với anh, và ngày hôm sau em đã thích anh rồi. Là tại vì cảm nhận của anh thôi. Tự nhiên cái anh nhìn vô anh thấy mình cảm nhận được vậy. Hôm qua anh cứ chọc em á, thì cái chuyện mà anh đợi em á, thì anh nghĩ là em nói ra như vậy á thì mọi người sẽ nghĩ là em với anh. Nhưng mà em biết nếu mà Thảo với Thảo một cái Thảo anh biết á, thì chắc chắn sẽ không nghĩ anh là người nói nhiều, không nghĩ anh vì điều đó mà là nói nhiều. Hôm qua anh có nói với lại lúc phỏng vấn á, là anh có nói là trong bốn cô gái này thì anh thấy bé Thảo với lại Vi là hai cô gái này về trong chuyện tình cảm thì chắc chắn là hai cô gái này có một cái nhìn sâu, một cái chiều sâu, một cái sâu sắc hơn á. Còn về bé Diễm với lại bé Miu á, thì anh nói là bé Miu thì tính còn có lẽ là nhỏ tuổi cho nên là bạn hơi con nít. Anh chị Diễm. Còn Diễm thì cái ngày đầu tiên anh tiếp xúc với Diễm á là anh có cảm nhận là xa, có khoảng cách với Diễm rồi. Rồi qua ngày thứ hai nữa thì lại một xíu khoảng cách xa nữa. Mà anh không biết cái cảm nhận đó của anh nó có từ đâu. Có thể là cái cách mà Diễm chơi với mọi người hay là sao anh cũng không. Em thấy mấy anh hay cảm nhận vậy chị Diễm. Thời đó ngày đầu tiên tụi em vô thì em cũng có cảm nhận đó là chị Diễm hơi kỹ tính chút. Cho nên là chuyện này chuyện kia chị hơi khó. Nhưng mà về sau trong phòng thì chị giống như chị lớn á. Chị nhường tụi em lắm. Nhưng mà về cơ bản thì chị vẫn là người rất là kỹ tính. Em với Vi thì anh thấy sao? Thật ra so sánh thì anh không thấy thế nào mà so sánh hay không, ý là nói về sẽ hợp với anh hay là tính gì anh cảm thấy ok hơn với anh sao đó. Nếu mà nói về em với Vi á thì anh thấy hai người hợp với tính của anh. Tại vì anh có cảm giác vậy. Lúc mà hôm qua ngồi ở trên này nè, ở trên tiệc trên này nè, anh thấy em với lại Nhân từ ở trên đò bước lên á,
hay cách nó dễ thương cho nên là anh nói vậy. Anh thì dễ hiểu lắm, anh nói ra mọi người hiểu ngay. Xong rồi lúc anh hỏi là anh đi đón hay là anh Nhân đi đón rồi em nói anh Nhân thì anh có buồn không? Thật ra thì nếu mà nó không buồn thì cũng không đúng. Mà thật sự buồn thì anh không có buồn. Ừ, em hiểu cảm giác đó, tức là hơi không phải là cái gì quá buồn nhưng mà kiểu nó hơi khó chịu chút đúng không? Không có khó chịu luôn. Anh không có chịu luôn. Anh thấy chuyện đó rất là bình thường. Tại vì anh chỉ là người ngồi đợi thôi mà. Còn Nhân là người đòi đi đón thì em chọn Nhân là đúng chứ em không sai. Anh chỉ sai là anh ngồi đợi em thôi. Anh chỉ sai là anh ngồi đợi em thôi. Ừ, vậy sao anh lúc đó anh không qua đón em? Sao anh lúc đó anh không qua đón em? Tại vì xe của anh á, em có thấy xe anh chưa ta? Chưa. Nó bị vỡ kính á. Anh mà chạy nhanh một cái là kính nó cứ là ấy vô xe vậy đó. Đó là cái lý do mà anh không... Một lý do là anh không thể nào đón em được. Thứ hai là anh đến Ninh đầu rồi. Anh chạy qua đó đi về chắc cũng 2 tiếng. Ừ. Mà theo cái anh chạy nữa. Để xe anh chạy không nhanh được nữa thì sẽ lâu hơn nữa. Ừ. Chứ không phải là anh không đón em, đương nhiên là anh đón được. Ừ. Lý do nó có thuyết phục không? Hôm qua thì em không biết thì em thấy cũng hơi kỳ kỳ đó, là ủa sao em đã nói vậy rồi mà anh không qua đón. Nhưng mà hôm nay anh nói gì thì ok. Nhưng mà tại sao ngày nào em lại không có ấn tượng với anh? Hả? Tại vì là lúc mà mình đi học kịch chung nhau á, là lúc đó giống như là em thích cái hình ảnh anh lúc mà anh làm việc, lúc anh diễn ở trong lớp hơn. Ủa anh có diễn trong lớp lần nào chưa ta? Có đại. Đợt này anh học anh chưa có diễn mà. Mấy cái kiểm tra bài test 5 phút á. Chứ tiểu phẩm thì hình như là chưa. À, tiểu phẩm có một lần anh ra anh nhờ nhóm em là diễn giùm anh bận cái gì á. Anh đi về. Lúc đó anh tập rồi. Ừ. Tập với Thúy lại. Rosa. Ừ. Thì vô lớp thì anh ngồi im. Kiểu đi vô lớp chào tất cả mọi người xong ngồi im. Thầy kêu lên một cái thì anh diễn. Anh thấy ồ, sao kiểu ít nói nội tâm nè, diễn cái gì cũng ngon lành quá. Thường theo quan điểm của em, người diễn giỏi không phải là do bẩm sinh hay do kỹ năng họ giỏi, mà là họ phải có một cái đời sống cảm xúc nó phong phú và nó sâu sắc một chút thì mới diễn được những cái đó. Em luôn quan niệm là người diễn hay sẽ là người sống rất là tình cảm thì mới diễn được, chứ không phải là do họ giả tạo hay diễn giỏi. Thì em rất là thích hình ảnh của anh khi mà gặp trong lớp. Xong mình bước vô đây thì trời ơi, sao gặp anh Tuấn Anh ở đây ta? Không ngờ là gặp anh ở đây luôn á. Lúc đó là thấy vui vui một chút. Nhưng mà xong rồi cũng không phải là em không thích gì anh tối đó, nhưng mà tại vì em thấy là anh giống với trường hợp của anh Long á. Là ban đầu em thấy hai người đều rất là nói ít, em rất thích. Rất thích, nhưng tự nhiên cả hai người đều nói rất nhiều. Nói nhiều quá trời nhiều luôn. Cái nghĩ là rồi chắc là cũng giống trường hợp anh Long luôn rồi, không hợp với mình rồi. Qua ngày hôm sau thì lúc em nhắn anh đi chung này nọ thì anh rất là nhiệt tình. Xong rồi qua kiểu thấy anh trầm trầm. Em không hiểu sao mà cứ thấy một con trai mà trầm trầm lại là em lại có em lại cảm thấy tin tưởng hơn. Thì hôm qua thì về cơ bản là anh trầm hơn hôm đầu tiên. Nó lại vậy. Chứ cũng không phải là em không thích gì anh. Em nói anh Nhân là bữa trước bữa sau y chang, tại vì đúng thiệt, anh Nhân bữa trước bữa sau y chang anh đâu nói gì đó. Không nói gì em hết á. Kiểu gì cũng từ từ, chút ít. Cả nhóm tranh thủ đi dạo một vòng sông Sài Gòn. Mọi người có muốn nghe Tuấn Anh ngâm thơ không? Thơ đừng như thơ tụi anh, đừng như thơ hôm qua nha tụi anh. Hôm qua em đã chị được diễn kiến cái sự ngâm thơ của anh rồi. Hay. Hay không? Dạ. Yeah. Mọi người cử động nhẹ thôi. Em không dám cử động luôn á. Anh là được sinh ra và lớn lên tại thành phố Cà Mau. Ôi, không dùng quê, yeah. Sông nước quê tại. Em lớn lên ra cao nguyên á, nhưng mà cái sông nước này cũng thấy rất là bình thường luôn.
Nó cũng bé bé xinh xinh thôi nhưng mà không nghĩ là nó bé này à? Không, em thấy vậy là lớn đó. Dạ. Còn anh nó khá là nó ở bên trong hẻm nhưng mà cái hẻm này được cái là hẻm mát chứ không. Tại vì em dễ bị lạnh lắm. Rồi cái này mà anh tự vẽ xong rồi kiểu có những cái hình nó sẽ rất là đặc biệt đấy mà anh tự thêm vào. Vitico bên này là làm á. Những cái ngón tay con gà sẽ chỉ thẳng xuống cái người đang nhòm ở Vitico, mấy người ở Vitico sẽ nhìn xuống những cái khác nữa đấy. Này là gì vậy? Người đang ngồi trên ghế thôi. Khi mà qua quán của anh Long mà phát hiện là em và anh Long có thêm nhiều đến chung thì thật sự thì cảm xúc của mình với anh Long thì cũng giống như ngày hôm qua, không có gì thay đổi hết. Lát nữa là 4 giờ là em đi dậy à? 4 giờ là bắt đầu đi hay là 4 giờ là dậy? Bắt đầu đi. Dậy tiếng là 22 tiếng. Em dậy chứ. Mà dậy gì ạ? Em dậy tăng đi hóa. Để cho anh thử làm gia sư, anh không làm được. Anh không giỏi về việc dạy người khác. Kiểu nhà em truyền thống, nhiều người học sư phạm. Duy rồi cậu cũng Dượng rồi cũng là giáo viên hết. Nhưng mà em lại không thích sư phạm. Cả nhà ông ngoại anh là giáo viên hết. Ông anh là giáo viên dạy toán hay là từ ngày bé anh đã phải bị bắt học toán để học chuyên toán rồi. Thì bây giờ anh thì thấy cái anh cần dùng nhất là cộng trừ nhân chia. Không có thêm cái gì nữa. Ngày xưa mình học cái khác. Nên học chuyên Anh thì mới là tốt. Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn hôm qua. Sao? Nói thế nào? Thì ngon hơn hôm trước. Ngon hơn trước nó mềm rồi. Giòn hơn luôn. Vâng. Buổi chiều, Nhân đi làm về và tranh thủ chạy qua đón Vi về chung. Ngủ cho em nè. Chị hôm nay nói gì với nó nữa rồi. Hello. Hello anh. Em ăn gì chưa? Nghe gì chưa? Hả? Bảo là tí nữa mình về tự ăn. Ủa vậy hả? Mà giờ một người không có ở nhà. Không có ở nhà hả? Đúng rồi. Ủa? À, nghe nói là anh Long đi đón Thảo mà. Hả? Nhìn này giống đồng nghiệp chở nhau đi làm về quá. Em đợi lâu không? Anh hẹn em mấy giờ. Sao lại tới trễ đến như vậy? Mưa. Phải mới chở bồ về đúng không? Mới chở cô nào trong ba cô kia đúng không? Đâu có, em nghĩ đây cô nào anh kia. Anh là thuộc dạng tình nghi nhất ở trong chung quá. Tự nhiên anh không biết gì sao nghi anh luôn á. Ai biết đâu thì anh cứ thoải mái ngồi đi, ai bị anh dạng như là giống như là chưa, tại vì anh ít nói. Đúng rồi, anh đúng chưa không? Anh chưa có, phải gọi là chưa có nhiệt tình ấy, phải là chưa có mở lòng ấy. À vậy là tụi em chưa vẫn còn chưa mở lòng, vẫn còn e ngại một chút đúng vậy, không vậy là tụi em chưa vậy, vậy là tụi em còn quá ngây thơ rồi. Cái người như vậy thật sự là không có trong nằm vòng tình nghi đâu. Đúng rồi. Mọi người mà hay cười nó nói á, mấy người nó mới ghê. Cho anh chưa biết hồi tối là thôi luôn cái phòng. Sau cái câu nói của anh Tuấn Anh là cả phòng, cái phòng nữ là em nói là trời ơi khủng bố tinh thần em dã man. Mà lúc đó anh Tuấn Anh nó giỡn mà. Anh biết mấy Miu nó phân tích như nào không? Nó phân tích nó nói một câu mà xin rồi luôn. Thật sự em nghe không một câu là em bắt ngửa luôn. Câu gì? Nó bảo em là vợ cũ của Long. Vợ cũ rồi sao đi chương trình này? Tin được không? Anh tin được không? Xong là em ý là nó bảo là em với Long là sao ta? Em bảo là em với Long. Em với Long là kiểu như là đang giận nhau, xong rồi mượn cái thời điểm này để tham gia. Đúng rồi, kiểu em với Long là sau khoảng thời gian kiểu sóng gió như vậy, muốn lấy lại cảm xúc
ra là tham gia chương trình này. Nè mà anh nói em vui lắm nha. Sao? Mấy người đó nha, anh không nhiệt tình với ai á cũng nghi anh, mà đến lúc anh nhiệt tình với Thảo là cũng nghi anh với Thảo. Đúng rồi, sao? Không phải là giống như là em thấy cái chương trình này giống như là thám tử á, đi tìm nhân tố bí ẩn gì đó. Mọi người cứ vui vẻ bình thường đi, có gì đâu. Như hồi tối ngày mẹ xong cái là Brad nhắn tin cho chị Diễm rủ Diễm đi ăn tối sao á, hồi như là hẹn Diễm tối nay hẹn hò này xong Thảo bảo là Diễm với Brad là cặp đôi bí ẩn nè, bây giờ sao vậy, sau bao ngày sau hai ngày gặp mặt thì bây giờ Diễm gặp lại Brad để hỏi là bữa giờ anh đã nói chuyện với ai được cái kiểu gì đó, xong rồi bắt đầu ghen cái kiểu luôn. Xong rồi chị Diễm nói hết chuyện im cười thôi. Thôi mình bỏ qua. Mà Miu nó phân tích nhiều lắm. Thôi mình bỏ qua cái chủ đề đó, chủ đề nhức đầu quá. Chủ đề nó hài não quá. Không, mà như là cái chủ đề nó đang chắc rất là chi là hot luôn. Mình nói chuyện mới là gọi là. Không, nếu như mà như bọn mình là vài chương trình là để kiếm người yêu này kia, đúng không? Thì tại sao mình lại cứ suy nghĩ về vấn đề ở ngoài làm gì, mất thời gian của mình. Trong cái thời gian đó mình có thể suy nghĩ được là mình làm cách nào để mình nói chuyện, tìm hiểu người khác. Anh Nhân và là anh Nhân sẽ chỉ hẹn hò với đúng một người thôi, nhưng mà thật ra là vẫn chưa biết được cái người mà anh Nhân muốn hẹn hò là ai. Nên là từ đầu chương trình mình vẫn nghĩ là anh Nhân sẽ là cặp đôi bí ẩn của chương trình. Cùng về phía nữ thì mình vẫn nghĩ là chị Diễm. Nhưng mà về cái hai, về cái tính cách và hợp nhau của anh Diễm, ví dụ Diễm và Nhân kết hợp lại thì nó chưa có được, nó chưa có hợp cho lắm. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ đoán như vậy thôi. Từ mấy ngày đầu á, mình đã thấy là có lẽ là Nhân hợp với Thảo hơn là Vi. Thì lúc đầu mình thấy là nếu mà Vi á, thì lại hợp với Long. Từ bữa giờ mình cứ nghĩ là Nhân và Thảo, Vi và Long thôi. Hôm nay hai người đi chung với nhau thì mình thấy chắc có lẽ là hai người chỉ muốn tâm sự một xíu thôi, chắc là cũng hai người chắc chỉ xem nhau là anh em thôi, chứ chắc không thể là cặp đôi được. Trong khi Nhân và Vi về nhà chung thì các bạn khác lại có cuộc hẹn hò riêng và nhắn tin trêu chọc anh chàng để khiến anh chàng phải ghen với Thảo. Có một cái mối quan hệ ba người ở một nhà thì không biết là hai chị có cảm thấy khó chịu gì trong cái khi mà sử dụng chung á. Dạ đúng rồi. Thì bọn anh vẫn chia là 24/7, còn chủ nhật thì anh được thả rông, anh sẽ đi kiếm cô thứ ba. Đừng nhìn anh người khác như thế. Anh kiểu là tình yêu dạt dào bao la đúng không? Anh không phải. Không phải, em đứng nhiều lần. Không phải là anh đưa em đi, nhưng mà anh lòng anh đang hướng về Vi. Em bảo mà tại vì Vi sẽ làm lúc 9 giờ mà anh biết là giờ đấy là Nhân không dậy được rồi, nên là anh muốn là cho Vi cũng không phải đi làm trễ thế thôi. Đó. Nhưng mà đó, như hôm qua anh có nói thì trên cái quãng đường nói chuyện thì kiểu tần số, có người cùng tần số, có người hơi lệch tần số thì tùy, nên là cần phải nói chuyện nhiều hơn. Okay, ăn tiếp đi. Ăn đi. Ở đây anh ăn đây. Bây giờ đến lượt ai nói. Sen nó hỏi nó ăn quá ăn cả. Sen ngồi ăn. Hồi nãy giờ rồi nhưng mà em thấy. Thấy anh vẫn đang vào guồng à? Thì em nói đi. Để thôi em nói đi để anh ăn. Để cho bé nói giống nãy. Ý em thì giống anh Lâm đó, kiểu mình nói chuyện với nhiều người hơn, không phải là kiểu để gọi là tiến tới một cái mối quan hệ nào nó xa hơn, mà kiểu là khi mà mình hiểu tính nhau hơn, khi mà mình không còn ở chung trong nhà nữa thì cái khoảng thời gian sau này thì mình vẫn có thể mình gặp nhau đủ 8 người mình trò chuyện với nhau. Em không biết phòng nam làm sao chứ phòng nữ mình hơi bị vui. Phòng nam của anh cũng vui lắm, chỉ có là tối nay là nó bọn anh hơi ít nói, bị tắc nghẽn thôi, không cùng tần số với bạn. Bọn anh thì tần số của anh thì trùng nhau luôn, trùng khớp luôn. Vui nhỉ? Rất là kiểu đúng kiểu nhoi giống nhau á. Đúng rồi, đúng nhau mà. Tuấn Anh nhoi hả? Em chị lại thấy Tuấn Anh bị chầm chầm sao? Anh Tuấn Anh là kiểu giống em, hướng nội hoặc ngôn. Vậy là em về với Tuấn Anh đấy hả? Không chị. Cùng giống, nó thường nó đẩy nhau, phải không hả? Có hút nhau đâu. Dạ. Nhân chắc chắn. Nhắn tin hỏi suốt là mọi người đang cà phê ở đâu. Nhưng mà một anh thử xem coi là một đất ảnh hỏi là hỏi ai. Không,
không thì cứ hỏi cũng quơ cho em. Nên là chị Thảo với lại anh Tuấn Anh hay là ai đó đi hẹn hò riêng ở đâu rồi mình không có đi chung hả? Anh ba đứa mình thôi. Ba đứa mình đi rồi. Hẹn chị nãy anh Nhân nhắn tin yêu em đó là chụp hình mọi người cho anh coi. Đừng chụp. Dạ bộ nói là Thảo đi hẹn hò với Tuấn Anh đi. Thảo đi rồi Nhân sẽ đung 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 tối nay về sớm. Tuấn Anh đang đi hẹn hò riêng. Có đi hồ bơi quận nhất. Anh đang không quận 7, Tuấn Anh đang quận 7. Thì lỡ mà có hỏi Tuấn Anh cũng sẽ nói Tuấn Anh đang quận 7. Đi quận 7. Đi hồ bơi quận 7. Con cà phê. Có đem đi sửa xe, đi sửa xe với anh cà phê có anh Diễm với. Thôi, đừng nói em bảo đừng nói em. Tại sao không nói em? Thì cho hai người hẹn hò. Nhưng mà không phải hẹn với em đi. Sao phải nhiễm lên cả nhà? Không, tại vì lúc nãy Nhân hỏi anh là thế tối anh định nói chuyện với ai? Chị có là người giống em không? Em nghĩ là có. Hồi sáng chị cũng nghĩ đúng không? Em cũng nghĩ á. Cặp đôi với ổng lại hôm nay lại nghiêng về anh Long với chị Diễm nhiều hơn. Hôm nay lúc mà ngồi ăn ở quán cà phê thì thấy cái cách chị Diễm nhìn anh Long rất là khác. Và vô tình là biết là hai người cùng ở gần nhau. Với lại là cái cách ngồi với lại cái cách mà chị Diễm xưng anh Long, anh ơi. Nó khác so với những người còn lại. Huyền bảo là thế thôi, anh nói chuyện với Huyền hay Thập. Gì nhỉ? Không chả gì. Em biết rồi. Không thì biết rồi thì thôi. Để mong muốn coi lại. Ừ, để coi lại nó hấp dẫn hơn. Thôi nói lại đi, trước cái đó lại. Thôi mong coi lại đi anh. Sau cuộc hẹn với mọi người, Diễm tranh thủ đi gặp Red. Tối qua anh chàng đã nhắn tin hẹn ăn tối cùng cô nàng. Em ngồi bên này được không? Ngồi rồi. Em ngồi rồi. Ok. Vừa đi vô thấy Rác ngồi nhìn mình hết hồn luôn. Trời sao hôm nay anh mặc lịch sự rồi, mặc vest nhìn rất là kiểu một cái hình mẫu mà hoàn hảo, perfect luôn á. Ăn từ lâu rồi. Lúc trước một chút lên đây. Tại bên kia kẹt xe. Kẹt xe à? Kẹt xe. Trời mưa. Tại vì trời mưa. Anh chưa rồi. Hôm nay mặc đồ đẹp à? Đẹp á. Cảm ơn. Em cũng mặc đồ đẹp. Cảm ơn. Cái gì trên sườn? Cái là gì? Không biết đúng không? Ồ, cái là không biết. Cá. Fish. Cá fish à? Ồ. Cảm ơn. Cái này là anh cho em. Chắc phải đi ăn món Hàn Quốc thôi. Đúng không? Ok, cảm ơn anh. Em ăn đi. Dạ. Ăn chung với này nè. Chung này không? Ăn thử coi. Ngon á. Ngon đúng không? Nói là cá. Cá. Mấy nay lên chương trình có gì anh thấy sao? Cái kia chương trình này ý là gì? Anh thấy vui không? Ồ, anh thấy vui. Anh thấy vui. Ờ, em là... Em sao? Em bây giờ ở chương trình này ăn tôi với anh là anh là lớn đâu chứ? Anh sao? Anh là lớn. Bây giờ ăn tôi với ai? Qua giờ hả? Ờ. Chưa. Chưa. Dạ. Anh là người đầu tiên. Là đầu tiên hả? Vậy hôm qua giờ anh đi ăn với ai rồi? À, anh là hôm qua là em Bi. Gặp mối Bi này hả? Gặp. Hôm qua là gặp chị Bi thôi. Hôm nay là chị em thôi. Rồi anh thấy Bi sao? Thấy Bi sao? Thấy Bi dễ thương không?
Ồ, một pi, pi là... Pi là một pi dễ thương. Pi hình như là nói chuyện, nghe em hiểu hiểu hơn đúng không? Anh xuân là một chín mươi lăm phần trăm là hiểu. Vậy hả? Anh cũng lần đầu tiên khi anh gặp gặp em, chắc là à thúc là con anh là mười phần trăm hiểu em nói. Hiểu hả? Lần đầu tiên. Mà hôm qua là anh xin là một 70%. 70%? Bây giờ là có thể 80%, 90%. Anh qua Việt Nam bao nhiêu năm rồi ta? Bây giờ 4 năm rồi. 4 năm hả? Ừ. Về hồi xưa ở bên đấy anh quen bạn gái ở bên đại Hàn Quốc hả? Chưa không bạn, có bạn gái người Việt Nam. Vậy hả? Nhưng mà một quãng cảm nhận quãng hai tháng bắt quen quen hai tháng. Hai tháng sao ít vậy? Anh bận quá không biết tại vì à chắc chút là lúc chút là anh đã sống ở Bình Dương biết không? Bình Dương. Bình Dương anh quãng ba năm chút anh đã sống ở Bình Dương. Dạ. Nhưng mà anh đã di chuyển ở Hồ Chí Minh. Dạ. Khi anh di chuyển, bạn gái của tôi là bye bye. Vậy hả? Ừ. Cái cô ấy ở Bình Dương. Dạ. Em là bạn trai cũ. Bạn trai cũ là khi nào chia tay? Khi nào? Chia tay? Lúc nào? Cách đây 2 tháng. Hai tháng. Ok. quen với bạn trai là bao lâu hả? Gần một năm rưỡi. Một năm rưỡi à? Dạ. Ok, em lấy cho. Anh coi, cho em chúc sao cho anh. Anh người Hàn Quốc nhưng mà anh có biết gia trưởng không? Gia trưởng là gì? Là người thích là người lớn ở trong nhà. Ừ. Biết này cái, biết vậy không? Không biết. Không biết hả? Thì chắc là người Việt Nam mới có đúng không? Gia trưởng. Gia trưởng là gì? Là người thích giống như là dạy người khác, teach, dạy gia trưởng trong gia đình. Là người lớn á. Người ta muốn giả dụ như là em nhỏ, anh lớn, anh thích, anh muốn là em phải dạy này. Giả dụ em, anh bắt em phải làm như vậy, không được làm sai. Anh có vậy không? Anh là thích dạy như vậy với. Anh có thích người khác làm theo ý của mình không? Anh là nếu anh biết một tốt cái gì anh cũng muốn dạy cho người khác. Không phải dạy, nó là share, chia sẻ. Nhưng mà anh cũng muốn listen. Một giải giải là không bình thường là không. Sao em hơi như vậy? Tại vì có người nghĩ thấy như vậy. Đoán thôi. Rồi hôm nay Rác rất là chu đáo. Nguyên một cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, nói chung là mình lại Rác tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều cái mà mình thấy thú vị lắm. Với lại mình cảm giác như là Rác cũng có tình cảm với mình nhiều. Đẹp đâu nhất thì mình nghĩ là chị Diễm và Brad là hai người có nhìn, hai cái khuôn mặt nó có hơi có một cái nét gì đó nó rất là giống nhau, kiểu
rất là hợp nhau. Chuyện tình cảm của các thành viên đã có những thay đổi. Diễm và Fred đã hướng sự quan tâm về nhau, trong khi Huyền lại khẳng định mình và Fred là cặp đôi bí ẩn. Vi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình khi có tới 3 anh chàng cùng để ý đến mình. Còn Long đã xác định sẽ tìm hiểu Vi, nhưng khi nghe Thảo chia sẻ những suy nghĩ của cô về anh đã khiến cho anh chàng có chút vân vân. Mời quý khán giả cùng đón xem diễn biến tiếp theo của Love House Ngôi Nhà Chung mùa thứ 10 vào lúc 22:45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.